em đã phải làm đủ mọi việc. Mà khi mà chồng em á, nó đi lái xe, khi mà người này phải thương cái cô gái khác, chấp nhận bỏ gia đình theo người đó, thì em và em cũng phải đi, em thật em còn phải đi đẻ thuê cho người ta được hai đứa nhỏ, bởi vì năm đứa con là vì như vậy á, mới có tiền. Là mình chỉ làm cái gì thôi, đẻ dịch vụ á, đẻ thuê, đẻ thuê, đúng rồi. Là mình có hai người con, có ba người con, đẻ thuê cho người ta hai người con, mà để lấy tiền mà trang trải cho ba đứa con vào cuộc sống của mình. Tội vậy. Xong là cái cuộc sống của em này em chỉ muốn mơ làm sao mà. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện khá đặc biệt. Một chị gái đã bay từ ngoài Nam Định vô trong Biên Hòa Đồng Nai để cầu cứu anh em. Cái câu chuyện liên quan tới người em dâu hay là một phát chị gái, anh rể gọi là nằm liệt một chỗ luôn, say sẩm mặt mày luôn, trắng tay luôn. Thì cái sự thật như thế nào mà để một chị gái bay từ ngoài Nam Định vô trong Biên Hòa Đồng Nai để cầu cứu anh em, thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Thay mặt anh em xin chào chị. Trước hết chị giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Phạm Thị The, em sinh năm 1980. Rồi, chị The là sinh năm 80. Mình bay từ ngoài Nam Định vào đây. Một quãng đường rất là xa. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thì cái câu chuyện của mình như thế nào, chị hãy trình bày để anh em có hướng giúp cho mình. Thì nói thật với chương trình là cái bản thân em là rất là khó khăn, gia đình cũng rất là khó khăn. Em thì độc thân, hai vợ chồng lấy nhau là được 3 cháu. Cháu lớn là sinh năm 2002, cháu thứ hai là sinh năm 2006. Còn cháu thứ ba là sinh năm 2010. Thế em đã phải làm đủ mọi việc. Mà khi mà chồng em á, nó đi lái xe, khi mà người này phải thương cái cô gái khác, chấp nhận bỏ gia đình theo người đó, thì chồng em theo gái. Và em cũng phải đi, em thật em còn phải đi đẻ thuê cho người ta được hai đứa nhỏ, bởi vì năm đứa con là vì như vậy á, mới là có sao? Tiền là mình chỉ làm cái gì thôi, đẻ dịch vụ á, đẻ thuê, đẻ thuê, đúng rồi. Là mình có hai người con, có ba người con, đẻ thuê cho người ta hai người con, mà để lấy tiền mà trang trải cho ba đứa con vào cuộc sống của mình. Tội vậy. Xong là cái cuộc sống của em này em chỉ muốn mơ làm sao mà. Mẹ em là mất sớm nha. Mẹ em có 39 tuổi là mẹ em mất. Thì em để em có mình em là con gái với thêm hai thằng em trai, thì cứ sợ là con mà theo máu mẹ là bị ung thư mà chết giống mẹ. Thì mình lấy chồng mình có con, mình phải có trách nhiệm với con mình luôn. Thì cũng bằng mọi giá làm mọi đủ mọi việc để làm sao mà no cho con được cái miếng đất, rồi cùng xây đến căn nhà để mẹ con cùng ở. Đến khi mà không may mà mình có ốm hay mình có chết thì con nó có căn nhà nó ở. Nó chỉ việc nó đi làm, nó kiếm cơm để nó ăn thôi. Dạ. Nó không phải no cái chỗ ở nữa. Rồi bây giờ từ từ đi ha, câu chuyện chị nó hơi đó. Rồi hai cái người con mà chị đẻ thuê á, là giờ chị nuôi luôn hả? Dạ. Đẻ thuê là đẻ như thế nào? Chị hãy trình bày một chút xíu. Ý là bây giờ là người ta khó khăn. Rồi. Về cái đường con gái á. Rồi. Nhưng mà người ta lại đi nước ngoài, người ta lấy vợ nhưng mà người ta không có con ấy. Vậy người ta về là người ta cùng quê với em thôi, cùng quê là nhờ thấy cái hoàn cảnh em khó khăn vậy thì cũng là giúp, là giúp mình là để lấy kinh tế, rồi người ta cũng cần cái người con để sau này mà người ta. Rồi em hiểu cái chuyện đó rồi, nhưng mà ý là người ta làm sao để mình để cho người ta cấy vô hay là người ta làm trực tiếp với mình? Thì là người ta cấy cho mình á. À, người ta cấy vô cho mình. Vâng. Xong rồi mình mang thai. Vâng. Xong rồi mình sinh ra. Vâng. Là mình đưa cho người ta luôn hay là mình nuôi lớn rồi mới đưa? Thực sự là em thì em rất thương con,
mà bảo đẻ xong mà đưa này em không có nỡ. Thì em có nói với người ta nếu mà thống nhất mà đúng mà em đẻ em nuôi mà khi mà con nó lớn nó nhận thức được, nó phải biết là mẹ nó hết hơi đẻ ra nó chứ, nhỡ mà gửi đi luôn thì em không có gửi cái kiểu vậy. Đấy là nó cũng phải theo thỏa thuận á. Thì em cứ nuôi thế rồi hàng tháng người ta cũng cung cấp theo cái kiểu là mình nuôi con cho họ. Thì chừng khoảng hết lớp 9 là đủ tuổi bảo lãnh là người ta cho đi. Ví dụ vậy á. Bây giờ đi chưa? Bây giờ chưa, cháu bé mới đang là lớp 3. Còn một cháu bé nữa thì mới có hơn 3 tuổi. Cái người cha có cung cấp tiền sữa gì nuôi con không? Mỗi tháng thì mỗi đứa là được 2,5 triệu. Bây giờ người ta vẫn chu cấp hả? Vâng. 2,5 triệu sơ đủ. Thế thì ý là người ta muốn mình giao con, người ta không giao thì mình coi như mình nhưng trách nhiệm như thế. Nhưng mà mình đã thỏa thuận với người ta là mình để mướn cho người ta thì mình phải đưa con cho người ta chứ mình giữ làm chi. Đúng rồi. Mình biết là mình thương người thương nhưng mà nó phải có cái chữ tín chứ. Lý do tại sao chị không trao cho con người ta? Bởi vì là em không có lỡ như thế mà trước khi là thỏa thuận là nhất trí như thế này em mới đẻ. Nhất trí là đến năm học lớp 9 mới cho đi. Vâng, lúc đấy thì người ta bảo là nếu mà lúc đó mà không cho đi nữa thì nó hết cái tuổi bảo lãnh rồi. Trên 18 tuổi là phải đi theo cái kiểu là người trưởng thành, đi theo nhiều cái phương án khác. Thế là cuối cùng bây giờ chị vẫn đang ôm cả 5 người con? Vẫn ôm cả 5 người con ạ. Rồi, thế là người ta cấy vô trong cơ thể mình hả? Vâng. Sinh hai đứa cũng như vậy luôn? Vâng. Giờ chồng mình đi đâu? Thì hai vợ chồng thì anh ấy ra tòa từ năm... Nói trước là khi mà gửi đơn ra tòa là năm 2013, nhưng mà chính thức điều tòa nó giải quyết là năm 2017, là bởi vì là anh ấy đi theo người ta, xong anh ấy đi lái xe, anh đi chỗ này chỗ kia thì gửi ra tòa là chờ đến khi mà anh ấy đi mà bị vi phạm pháp luật á, xong là bị bắt vào trại tạm giam á. Vậy xong là tòa nó mới gặp được anh ấy, nó mới giải quyết ly hôn á. Sao chị kêu chồng chị đi theo gái mà? Thì hai người đó mà đi theo gái, xong hai người đó là cùng làm ăn mà cùng hợp tác làm ăn với nhau. Anh ấy đi 39 tháng, còn cái cô đó là đi 18 tháng. À, là đi theo gái xong rồi bị bắt luôn. Vâng. Trời ơi, sao mà đi theo gái lâu không? Đi chắc là đến khi mà anh ấy đi vào cùng với cô đó ra năm 2, cô đấy đó đi. Ý là đi theo gái lâu không á? Sao chị phát hiện ra chồng mình đi theo gái? Trời, anh đi lái xe từ năm 2, đi học lái xe từ năm 2008 đến năm 2009, 2010 á, là về hồi đó cũng vỡ nợ một lần á, xong em cũng đi vào Biên Hòa này mất 5 tháng này. 5 tháng để cho nó giãn cái mà để giãn mà anh ta không chơi bời, để không có cái cơ hội mà vay mượn của người ta nữa, là mình không có khả năng trả. Là đến năm 2009 là bầu cái con bé thứ ba đấy, là đẻ nó, là về là từ hồi đó là anh ta đi làm ở Quảng Ninh, quen cái cô này là ở bên Thanh Hóa này, đội 5 Nga Tân Nga Sơn Thanh Hóa. Kém em cả 10 tuổi. Khá là trẻ đẹp ha. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Vâng. Sao cuộc sống của chị mà chưa gì kể thấy toàn là nỗi đau không nhỉ? Tận ước mà cuộc đời của em là toàn là nỗi đau luôn. Toàn nỗi đau không à? Chưa thấy cái gì vui, toàn là nỗi buồn. Mà em cũng chỉ vì là thương người thôi. Chứ đời em chưa có biết hại ai luôn á. Cái gì mà giúp được ai này em giúp, mà đâm ra là mình bây giờ là mình thấy là mình ngu á. Nhiều người cứ bảo em là nói, có khi là không tin đâu. Nói không tin là cứ bảo là em là sao mà có cái người mà nó ngu vậy, nó đi nó cắm sổ ngân hàng, nó đưa cho người ta chắc là cắm để vay ngân hàng rồi để đưa cho nó từ, để lấy lãi cao. Bây giờ còn tiếp theo một cái câu chuyện là quan trọng nữa, là liên quan tới cái người em dâu. Thì cái câu chuyện như thế nào chị trình bày đi để anh em có hướng giúp cho mình. Thì em đó là con nhà chú em trai bố em, bố đẻ đây em ạ. Thì hai vợ chồng nó làm ăn, thằng chồng nó là bác sĩ thú y, còn vợ nó thì gọi là bán chuyên biết giết mổ gà rồi bán ship cho người ta.
nhà cũng bán đại mì cám, bán thuốc. Thì thấy nó làm ăn nhà cũng ô tô con rồi ô tô tải, rồi thấy làm ăn rất là được. Thế xong là bắt đầu nó với bảo là nó mua một cái căn nhà ở bên Trường Nội ấy, là bảo 2.3 tỷ, mà nó vay ngân hàng đâu mất hơn 1 tỷ ấy. Xong đến cái năm ngoái này là nhà nước là bảo là về điều chỉnh về cái đất đai và cái vay ngân hàng ấy, người ta không chậm rải ngân á. Nó bảo là bây giờ là ở bên ngoài là cũng nhiều cái vụ vỡ nợ, người ta cho vay em không xoay được tiền, mà bây giờ em phải đáo hạn ngân hàng. Thì thực ra thì nó cũng không hỏi em may, mà em thấy thương nó quá thì em cứ thấy nó chạy tiền, em thấy thương nó quá. Thì em bảo là chị thì chị không có tiền, mà chị năm nay là chỉ có mỗi cái sổ thôi, mà năm nay thì chị cũng tính là nếu mà cháu Duy là cháu lớn nhà chị ấy, nó được tuổi là chị sẽ vay mượn chị làm cái móng nhà để được tuổi, rồi sau này mà có tiền thì xây nhà sau. Chúng em là nặng về cái tuổi xây nhà rồi. Vậy xong là tiền ngắn gọn thôi. Bây giờ thì nếu mà em cần vay thì thôi để chị làm thủ tục chị vay trước đi. Đầu tiên là cho nó mượn cái sổ, nó đi là nó không có vay được, người sổ ta bảo là phải chính hả? Vâng, sổ đỏ. Trời đất. Sổ đỏ là người ta bảo là cái đấy là phải chính chủ mới đi vay được. Rồi sao mình đi vay? Xong là mình đi vay ngân hàng để bảo vậy thì thôi để chị đi vay rồi chị đưa cho em đáo hạn trước, rồi đằng nào chị cũng vay thì mà là chị đi vay bao nhiêu tiền? Vay 350 triệu. Trời ơi, số tiền lớn vậy. Đấy mà em mua cái đất đó có 420 triệu, mà chẳng biết là nó liên hệ nó dịch vụ ngân hàng sao người ta ký cho nó vay 350 triệu. Vậy là nó bảo là nó, em còn nghĩ là không cần nó phải viết giấy nữa, thì gọi là giúp nóng mấy bữa nó là đáo hạn thường 1 tuần người ta rải ngân này rồi nó giảm mình ấy. Vậy xong bắt đầu là nó với nó bảo là chị ơi, tình hình là bây giờ là càng năm người ta không có rải ngân hàng mà nó chậm ấy, như kiểu là nó đóng băng nó đang thay đổi á, thì chị cho em mượn đỡ 3 tháng đi. Thì bỡ 3 tháng này lãi ngân hàng như thế nào đấy thì rồi, em rồi. Bả mình ngắn gọn thôi, cuối cùng bây giờ mình cho người em dâu này mượn bao nhiêu tiền? Mượn 350 triệu luôn. Bây giờ trả chưa? Chưa có trả. Mà có trả tiền lãi không? Trả được 4 tháng lãi. Chị cho người em dâu này mượn là có giấy tờ gì không? Nó có viết cho em một cái giấy. Giấy tay. Giấy tay. Bây giờ kêu em dâu trả thì em dâu nó trả lời làm sao? Bây giờ kêu em dâu nó trả thì nó kêu nó không có nghe máy nào, mà nó khất xong nó không nghe máy, xong bây giờ nó bỏ đi luôn. Bỏ đi đâu? Nó bỏ đi vào trong Tràng Dài này. Ý là nhà đó làm ăn thua lỗ hả? Không phải trong Tràng Dài mà trong Nhơn Trạch á. Không biết là làm ăn thua lỗ như thế nào, nhưng bán mà bán nhà bán cửa rồi. Chưa có bán nhà bán cửa. Mà nhà cửa là cầm hết ngân hàng, mà thực tế là nợ là rất là nhiều. Nó nghĩa là thua lỗ. Nhưng mà em nghĩ như thế này, em bảo em cũng động viên nó, em bảo là thôi thì bây giờ là cho dù như thế nào, như thế này là em nghĩ em với buồn này, em với đi tìm này. Sao? Là đến khi là em kêu cái hôm nó vay nợ thì em kêu là vậy thì cậu cầu đâu, là nó bảo là nhà em ý là vay mình cái chỗ chị chưa đủ, mà nhà em là phải đi là xoay cái chỗ khác nữa nên là không tới, bảo vậy thì ý là xuống mượn tiền này là cậu cầu biết không, thì nó bảo có nhà em chả biết thì sao chị. Vậy đấy, bây giờ là chị mới nói cái số nợ nó đi á, nó vợ chồng nó bỏ đi thì chị tìm thấy chồng nó, thì chị hỏi chị mới nói cái số nợ, thì nó lại bảo là chị nói mà em mới giật mình em không biết gì. Thế bây giờ tự dưng chị nghĩa là cái người chồng mượn mà người vợ mượn chồng không biết gì. Vâng. Thế tại sao mà chị cho mượn, chị phải cho thỏa thuận hai vợ chồng chứ? Thì nó là em trong nhà, chị có nghĩ gì đâu. Em thì cho em chứ, cái tiền bạc là tình ái phân minh, tiền bạc dứt khoát. Thế thì bây giờ chị mới thấy là chị là ngu dại thực sự luôn á. Bây giờ là nguy cơ là chị bị ngân hàng siết cái nhà đó. Vâng. Là 5 mẹ con, 6 mẹ con. 6 mẹ con chuẩn bị ra đường ở. Thì bây giờ là được 7 tháng rồi, mà nó giả lãi được 4 tháng, mà còn có 5 tháng nữa mà mình phải theo lãi mà mình không giả được gốc là thôi là mất nè. Ừ, thì quá thời hạn là ngân hàng nó siết thôi. Vâng. Đó là mấy mẹ con ra đường ở. Thế à? Nên là tại sao mà chị dám ký một cái số tiền mà 300 mấy 1 triệu, gần nửa tỷ. Rằng mình có tiền mình cho mượn không sao,
mà sao mình lại dại dột ở mức độ mình câm sổ đỏ của mình đi cho người ta mượn. Thế thì em cũng nhờ chương trình mà nhờ để cho cái con bé em dâu á, nó nghe thấy cái sự tình như thế này. Thật đâu mà, nó lừa ai thì nó đừng nỡ lừa em. Em không có lấy của nó 1.000 một đồng nào luôn á. Ngân hàng nó báo về là 3.8 triệu là nó giả 3.8 triệu, 3.7 triệu là nó giả 3.7 triệu. Cái đấy là tiền lãi thôi. Tiền lãi ngân hàng á. Quan trọng tiền gốc kìa. Còn quan trọng cái tiền gốc bây giờ mà chồng nó nói như thế nữa. Mà con này thì trốn như thế này thì bây giờ em biết như thế nào mà rồi, thế bây giờ em thấy rất là có lỗi với con em luôn á. Mình quá có lỗi luôn đó chứ. Cái nhà cho con ở mà bây giờ mình làm như vậy. Con em dâu thì nó chỉ là gọi là cương vị xã hội, gia đình thì nó là vai vế rồi, chứ còn gia xã hội nó là người dưng. Vâng. Anh em gì với mình đâu mà mình ôm một số tiền lớn vậy mà đi cầm sổ đỏ ở nhà mình cho người ta mượn. Rồi chồng chị có biết chuyện này chưa? Cái này thì chắc là em thì từ cái ngày chia tay giờ thì anh ấy đâu có đi ra tòa, thì hồi đấy là anh ấy mất cái quyền công dân á, em cũng không có chia con hay chia bất chồng kể đi cái gì. Chồng đi tù là mất quyền công dân hả? Mà không. Bây giờ ông ra trại chưa? Bây giờ đi ra trại rồi, bây giờ thì về lấy chồng ở lấy vợ. Hải Phòng rồi, lấy vợ ở Hải Phòng. Có chu cấp cho con mình không? Không có. Sao vậy? Từ cái ngày mà em lấy anh ấy thì em cảm giác như anh là cái đứa con trai lớn của mình ấy. Rồi. Mà biết ăn biết phá ấy, chứ không phải là một người chồng để cho mình dựa. Để con ra mà nghĩ mà ăn không khí sống ấy, chứ trời, đâu phải cần ăn cơm không đâu. Không có trách nhiệm hả? Vâng. Khổ thế. Thế còn bây giờ cái trường hợp mà hai đứa con mà để thuê thì chị tính giải quyết thế nào? Hai đứa con thì đúng là tâm nguyện của em nó là như thì em vẫn giữ như cái ý định ban đầu thế thôi. Nhưng mình bây giờ mà đang cùng khó khăn, cùng mẹ, cùng con, cùng hai đứa con, nó có thương mình không? Dạ. Thương mình không? Cái cháu nhỏ thì rất là ngoan. Từ đẻ thuê lần đầu á thì người ta đưa cho mình một bao nhiêu tiền? Khi mình đẻ thuê lần đầu là người ta đưa cho mình 200 triệu. Đó. Còn đẻ đứa sau là người ta đưa cho mình 300 triệu. Nhưng mà sao chị không chọn luôn cái hướng là sinh xong ra khoảng 1 tháng rồi cho người ta luôn, cho người ta nuôi? Giờ mình dở ngương đó là cái tình cảm mình gắn thiết thắm thiết nó lại càng khó. Thứ nhất là em không muốn mang tiếng là cho dù thế nào thì nó cũng là con mình á. Mình không muốn người ta dị nghị đúng không? Vâng, không muốn để sau này con mình nó trách mình hay là nó sướng thì em không biết, nó khổ hay là nó đi tìm em nó trách móc nó thế này. Đi qua nước ngoài thì chắc là cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Nói tóm lại em không muốn mất cái tuổi thơ của nó, em không muốn làm mất. Bây giờ nó dở ngương này mới khổ này. Vâng. 5 đứa con lo không có nổi. Mà bên kia nước ngoài thì người ta có hay về thăm con không? Thì cứ chắc là 1-2 năm gì đó thì có cái gì thì cứ liên lạc điện thoại là có cái gì báo với người ta thôi. Còn người ta về người ta thăm hả? Có dịp là người ta mới về người ta thăm, như cái thằng bé này là người ta mới về có một lần thôi. Thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi? Cháu được hơn 3 tuổi. Hơn 3 tuổi, còn đứa lớn mấy tuổi? Đứa lớn cháu năm nay học lớp 3. Ôi thế thì còn lâu lắm, còn lâu lắm thì theo cái nguyện vọng mà chị đưa đi người ta qua nước ngoài được, đưa hai đứa cháu. Vâng. Thế giờ hôm nay lên đây cầu cứu anh em là cái tâm nguyện của chị muốn anh em giúp đỡ như thế nào? Em thì đúng thật, em thì rất là khó khăn, muốn giúp đỡ. Thì nói về cái phần mà điều kiện vật chất thì em cũng không dám là bảo xin về giúp đỡ. Nhưng mà còn cái tâm nguyện của em làm sao mà đấy tìm được cái con em á. Con em tên là gì? Chu Thị Yến. Bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1992 rồi đó. Ồ, ít tuổi vậy. 1992, 1990 gì á. Con nhỏ mà dữ dàng vậy hả? Vâng. Thì làm sao đấy mà về giải quyết như thế nào? Lừa ai thì lừa, đừng có mà lừa chị. Rồi. Thế rồi anh em trong nhà chị thật sự bây giờ chị tin đã báo dòng họ ba mẹ của những người đó biết chưa? Thì báo với chồng nó nói là còn kêu giật mình. Trời, coi như là trách nhiệm là lại chuyện là ai chồng, may người ấy giả. Hai vợ chồng người đó còn sống chung với nhau không? Vẫn còn sống chung à? Rồi chị báo công an chưa? Chị là vẫn muốn giải quyết là tình cảm trước đi. Còn chị cũng chưa có đi ra là pháp luật như thế nào cả. Sau hôm nay về mình trước thì cứ báo cơ quan công an trước đi nhá. Vâng. Để có gì người ta kết hợp với mình người ta giải quyết cho. Vâng. Rồi. Quá là buồn, một cái cuộc đời kể ra thấy toàn là nỗi đau không à. Thì đúng thực sự nó là vậy. Hôm nay chị vô đây rồi con ở nhà với ai?
cái cháu lớn thì đi làm ở quận 9 ở Sài Gòn á. Rồi. Còn bốn cháu nhỏ là ở nhà, một cháu thứ hai là đang học lớp 12 cuối cấp, cháu thứ ba là học lớp 8, còn cháu thứ tư là đang học lớp 3 đấy. Quá. Cháu bé kia thì đi nhà trẻ, bây giờ là chị em cứ ở nhà là coi như là chăm sóc nhau. Mấy cháu có yêu thương nhau không? Nói chung là các cháu là rất là ngoan, rất là yêu thương nhau. Em không bây có bây giờ nguy cơ là năm mẹ con là sẽ ra đường ở. Vâng. Rồi. Rồi thì hôm nay chị lên đây chị cầu cứu anh em, thì anh em sẽ ghi nhận và sẽ có hướng để giúp cho mình nhé. Vâng. Rồi sẽ chia sẻ lên, mong là sẽ tìm được cái người kia và có hướng giúp cho chị. Vâng. Hôm nay chị lên đây chị có cam kết tất cả những điều chị nói là đúng và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? Em cam kết hoàn toàn là sự thật. Rồi, chị em có đồng ý có cho nói sai gì? Cho mọi người sử dụng hình ảnh của chị và video này cũng như hình ảnh của cái người mượn tiền chị để chia sẻ lên mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Em nhất trí. Và có cái chuyện gì mình chịu hoàn toàn trước pháp luật nhá. Vâng. Rồi, cứ yên tâm đi. Bây giờ cũng 6-7 giờ tối rồi. Anh em làm từ sáng giờ, chị từ ngoài. Em vào đây là cả tuần nay đấy. Em vào phòng trọ của nó. Rồi, là để nhờ anh em giúp đỡ. Rồi cứ yên tâm nhá. Vâng. Rồi trước khi kết thúc cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Rồi mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, và khi mình có sự cố gì đó mình có thể nhờ đội anh em giúp đỡ một cách nhiệt tình nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin chào.